xiên lên trên dễ bắt. Ừ, mưa trước bật lên trên. Thì anh em kính chào ông Minh, chào cả nhà nha. Bữa nay đi coi mấy anh em xịt cá nha. Xịt cá ao sen nè anh em. Tát xuống này bây giờ xịt bắt cá. Mấy con nó bắt bằng tay chứ không phải xịt nha. Cá nhảy xuống rồi. Đó, dính một con nè. Cá lóc anh em ơi. Em nó con cá mè trắng nha anh em. Đây. Mình vừa kia lúc nước nó cạn nó chạy. Đó bên kia cá phi cá gì lóc cho anh em ơi. Anh em chú ý sao giỏi rồi, hồi mình quay xịt dài dài lên luôn nha. Cá nhiều lắm anh em ơi. Đúng rồi, bắt đầu đi xịt nha anh em. Cá rô nha anh em ơi. Đó, thì có người kéo này nha anh em, lội với nó hay lúng đi trên bờ cho nên kéo nó đã chút bỏ nó cá nhiều quá rồi. Lên này cá lóc, cá lóc con cá phi làm gì nữa anh. Thì ở U Minh Thượng nha anh em, dùng này cá dữ lắm. Rồi lên cá bự. Ôi con cá lóc nó phóng bờ anh em ơi. Nè nè. Đó lóc rồi. Nó bị điện này nó chạy à. Lóc lên rồi. Ôi lên cá phi bành kia anh em ơi. Xịt quá mạnh. Ôi, cá chép hả? Còn cá chép hả nè. Ôi, quá trời cá luôn. Nhóc cái trang này. Con đó con cá mè dinh nha. Con cá phi nữa. Gần quá. Gần người không á. Chép thường anh em ơi. Còn cá thì bự quá đó. Nên cá như lòi kỳ kìa, lòi kỳ nó chết rồi kìa. Bị giật kìa. Mò sau đuôi á. Ồ, quá trời cá luôn anh em ơi. Ồ, con cá lóc bình nghi luôn. Đó nè mày. Ôi ôi. Ồ, cá phóng vô xuồng luôn rồi. Nó còn chỗ đó đâu mấy, chích lại dính đó, nó đang chuối vô đó đó. Đấy, hồi nó chạy ngược lại, ngang cái phi xanh á. Quá, quá anh em ơi. Nhóc cái này. Ồ, cá chép thường. Thoát con à. Đó anh em nè. Thấy cá dữ không? Ồ, mình nghe anh em. Cá dữ lắm, cá anh em ơi. Ồ, cá gì, cá gì, cá chép quá. Cá nãy mắc luôn hả? Có chuối không ta? Vậy là nó còn chuối đằng này đó.
kiếm cá nè anh em, cá bự này, cá chuối nè. Nó. Ủa, nó cá chép mà. Anh em thấy con này bành bành không ha? Con này ăn trước nó sợ ấy, nó chạy nè. Sợ điện. Chạy hả? Chạy nhau ơi. Quá trời cá chép bự anh em ơi. Cái thật thường mình là ghi luôn. Giật công giật luôn. Chạy mất tiêu rồi. Đó anh em thấy mê chưa? Thiệt mới có khúc chừng 10 mét mà cá cỡ đó nè. Ồ quá anh em ơi, cá chép không? Anh em xem video thấy hay đăng ký kênh ủng hộ anh em, chia sẻ mọi người cùng xem nha. Mình làm tiếp video mới. Đó anh em thấy con này quá trời không? Cái này là trước khi xịt là nó kéo hết một đợt anh em, kéo bắt là muốn hết rồi đó. Thì còn lại chừng 10-20% thôi, bắt trước khoảng 80%, kéo lưới bắt nó chép bao nhiêu nhỏ này. Chạy hút luôn rồi. Có con lỗ này mình xịt hoài không hết cá này mà. Đó, đó. Đó, nằm theo con cá huyền cá ký ngoài đó. Quá trời luôn anh em ơi. Ôi, 3-4 con một chỗ luôn. Quá trời cá rồi. Đây nè. Anh thấy không? Bây giờ không giả công giận. Quá trời cá này mà. Này ruộng trồng sen anh em, ở dưới ao thì mà cá tự nhiên chứ không phải một số loài cá thôi, cá trắng nó mới nhiều vậy đó. Làm đại cá dữ rồi. Con cá mè trắng này mắc luôn hả ta? Này mò lên em khi nhiều quá vớt không hết, nó sót nó rất là cộm. Có cá lát đồng mình. Ôi cá lóc luôn. Nó. Nãy giờ nó trốn rồi đó. Cá này nó chạy bự anh em, nó chết nằm vậy đó. Em thấy không? Còn có 3 ký á. Đây anh em. Quá, nó cá mè kìa. Bành kia luôn. Ủa, thấy gì mà lúng quá trời ha. Xình quá xình, cái gì cá màu lớn. Nó thấy cá mè trắng. Bành kia. Vớt công vợt luôn. Nó vớt công vợt luôn.
tép hết hồn luôn trời. Đợi cho nó vẫn trắng nha. Này mà lấy lưới kéo ra dính dữ lắm dính. Ừ, cái đó làm 3-4 quận chưa hết. Ừ, cá thắt lát hay cá gì lóc lóc hơn nè. Quay vô cái ở đây rồi quay vô. Kéo hồn qua hả? Đây, nó canh cái đợt chạy hả? Na quá. Na na. Đây nè. Quá trời cá anh em ơi. Đoạn chừng 30 mét một xuồng này kìa. Cái mương này dài tới 1 cây số luôn anh em, 1000 mét nữa nha. Đây nè, cái xuồng tải cá vô nha. Nhiều là lấy xuồng này tải vô. Cái xuồng tải cá đó. Đó, đó, cái chết mình rồi. Ui, chết luôn. Giật mình mà chạy lại giật hả? Chạy đi ra chỗ khác thì chưa bị giật. Phi này. Sắc. Sắc đẹp quá. Hầu như cái xiên này cũng nhẹ điện chứ. Mấy xiên Trung Quốc giờ xiệt nó hao điện dữ lắm. Tép ra nè. Nãy kêu ông kia mua đi câu. Quá trời cá luôn, nay mới bắt loại không hết nè. Cháu đó anh em. Giờ lên tới bàn ăn Sài Gòn rồi đó. Trên Sài Gòn giờ những dĩa vô một dĩa 100 ngàn, dĩa mà lớn dĩa tép cháu nó gan gan ăn với bánh đa. Đó, mình tới cái lỗ này cá dữ lắm nha. Ồ, hai bà con luôn. Phi. Cá lóc, cá lóc, cá lóc. Đó, cá lóc nó chuối rồi nè. Còn nó nửa ký hơn nửa ký á.
cá nhảy lên bờ luôn. Ghim rồi, chết rồi, chết rồi. Lắc đuôi rồi kìa. Phi quá, chạy quá trời, chắc nó phi quá. Phi quá rồi. Bài cá hay gom cái này nè. Rồi chồng ngồi ăn cái được rồi, ngồi ăn cái chích nữa. Chạy xem. Sao cái chép nó không đều ta, có đôi con đã chép hả trời. Nó không đều à, có con quá bự, con nhỏ quá. Kéo hổm chắc dữ lắm hả? Con mềm cái cá đi mày. Hai ba con ù nhóc hết trơn. Giật luôn rồi. Còn con nữa, còn con nữa. Đó, anh em thấy không? Chích cái này giật, giật, giật. Đó. Tôi giỏng luôn đó. Giỏng luôn của mình đó. Rút luôn đi, tới đổ luôn đi rồi vô luôn nghỉ ra luôn á. Nghĩ sao nghĩ ra rồi sao ấy? Còn cái đổ chứ. Đổ luôn. Cá chứ kìa. Kìa, còn bên đây chuối mới lên nè. Lắc thôi. Chỗ tay ấy ta, ừ, ngay đó. Đó. Ồ, con cá thắt lát. Nó còn đá đây, cho phi đi. Ồ, hai ba con thắt lát.
vốn tí. Cá bóng gần có bảo khoản không? Không. Thường thường vậy đó hả, mà nó lên à? Nó động vào nhỏ xíu vậy. Cái chốt thôi vậy. Ọc lên cá lóc này. Con tượng này, nãy con này nãy giờ dính con tượng nhóc nữa. Nè nè, tới cái khúc chủng này, chủng này cá dữ lắm nè. Ồ, thấy thắt lát nè, lát đồng. Có dùm không? À, dùm không? Điện thoại mất dùm không? Đây đó mất dùm không? Thôi đây, không có. Không dùm dùm. Ồ, hai con luôn anh em ơi. Còn cá lóc đi. Anh Lương thôi bắt con cá lóc với cá ghe đi. Chặt đủ mà không có thấy cá chạch, thấy lên tim không biết cái gì lên tim. Rồi thua. Thua. Lát này hơi nhỏ nè. Chén gà cho nó triệt lại ra thử ra. Xỉu rồi. Đó, đây cái lỗ cá nhiều anh em. Quá cá rồi, thấy không? Dạ, trên bờ ống xịt đừng cá lóc nha. Chừng dài dài trên còn nữa đó ông ơi.
đó, cá quá cá anh em ơi. Ôi mày Vinh. Trời ơi. Đừng con mà. Kìa, cho nó con đó kìa. Hai con luôn. Đụng cái gì chứ nó lóc lên tới trên nó trốn luôn. Nó cho nó lóc lúc cho chồng nữa đó. Chứ cá nó khôn. Nó bắt cá ở trên nè anh em, nó nhảy lên nó trốn trên sen khô gan rồi nè, cũng có nè. Chạy dữ rồi, dữ rồi, nó nằm đầu lên tới đó. Nó phi mà chạy dữ. Mày vô dễ gì, mày vô trong mày phải ra chiến nữa mà. Còn xa lắm. Quá. Ôi, nguyên một bầy luôn anh em ơi, quá trời. Đó mà loại xuống mò. Vớt. Quá. Quá trời cá anh em. Ôi, lên con nha. Mấy chế độ mày kêu cửa sao à? Lỗ luôn nó sao. Quá trời, lỗ có cá rồi anh em ơi. Mấy chục con là anh con hết trơn rồi. Trời trời quá trời cá rồi anh em ơi. Thấy cái thau xuống bỏ vô. Đó, em thấy rồi, giật mò liền con chứ em ơi. Quá trời. Ôi quá trời cá ơi. Quá vui. Em xem thấy hay nhắn đăng ký ủng hộ kênh chia sẻ mọi người xem anh em ơi. Ủng hộ kênh thân chào ông Minh nha. Ôi quá trời luôn rồi. Trên chục cá dép luôn, cá này kia nữa. Chốt với nói chuyện luôn. Chút giấy thôi, chút cả. Đó, anh em thấy có một lỗ, một chích, một thau, chưa hết cá nữa. Rồi, rồi. Dữ lắm luôn rồi. Thau chưa hết nữa nè. Quá cá anh em ơi, có chích con lỗ lắm mà hai thao rồi. Cá vô biển, bỏ vô trong thùng đó đó, trong phi đó, bỏ vô đó đi. Anh em xem video thấy hay nhấn đăng ký ủng hộ kênh nha anh em. Hẹn gặp lại anh em video sau nha. Xem tiếp phần 2 nha. Em bắt đầu chuyển cá vô nha anh em.
bắt đầu sang cá chuyển vô nha. Chuyển nguyên xuồng cho nó khỏi sang qua hả? Chuyển nguyên xuồng nó quá rồi cá. Chuyển lấy cái xìa qua cái là nhanh. Trong mấy cái thùng đó, thùng nào mấy nữa thùng nữa thùng như thế này. Rồi bắt đầu chuyển lên nha anh em chú đón xem phần tiếp theo à, mình quay tiếp phần tiếp theo à, kết thúc phần này ở đây anh em. Đó, đem chuyển vô nhà nha. Còn quá nhiều luôn kìa. Đây anh em một xuồng cá luôn nè. Sao lên? Cái chỗ này nó đúng dữ vậy. Ê, kéo dây quá đó. Qua mũi trước á. Cá đó. Làm cái một xuồng cá à. Đây, kéo vô nè. Quá trời cá anh em ơi.